Xin chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái hệ thống âm thanh đồng bộ mà Khang Audio setup có giá trị là 230 triệu. Đây là một bộ âm thanh mà mang lại cho các bạn rất nhiều giá trị. Giá trị thứ nhất chúng tôi muốn nói đến chính là sự đồng bộ. Như các bạn biết rằng là có một cái khoản tiền 200 triệu hay 100 triệu vân vân, các bạn mà muốn mua một bộ âm thanh là các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn phối ghép giữa ampli với loa, rồi đầu đọc dây dẫn, rồi kê đặt ở đâu, rồi nó có mang lại cái hiệu quả đồng bộ trong cái nội thất của mình hay không. Thì bộ âm thanh 230 triệu giúp cho các bạn có cái giá trị thứ nhất, đó chính là sự đồng bộ. Cái thứ hai mà cái bộ âm thanh này gửi đến cho các bạn là với trong 230 triệu các bạn mua thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí. Nếu như các bạn cùng mức đầu tư 230 triệu như này thì các bạn khó có thể có được một cái hệ thống hoành tráng như chúng tôi đang set up. Bộ âm thanh này chúng tôi cam kết với các bạn rằng là có cái khả năng chất lượng âm thanh như những hệ thống âm thanh đắt tiền từ 5-600 triệu đồng trở lên. Cái thứ ba đó chính là đây là một trong những cái mẫu loa mà chúng tôi làm với vật liệu rất cầu kỳ công phu để tạo ra sự độc đáo. Cái giá trị bộ âm thanh chúng tôi mang đến cho các bạn chính là sự độc đáo. Rất hiếm khi mà các bạn có thể có được một bộ âm thanh nào mà nó độc đáo cũng như là tạo lên được cái sự cá tính cho người chơi như hệ thống âm thanh này, bởi vì chúng tôi làm bằng những cái vật liệu như là loa kèn dát vàng, rồi kết hợp với gỗ ốc chó, rồi kệ gỗ ốc chó, ampli đèn, rồi cơ điện than. Cái mà giá trị mà các bạn đạt được nữa đó chính là các bạn sẽ tận hưởng vô tận cái nguồn nhạc, đặc biệt là nguồn nhạc số, khi mà chúng tôi sử dụng vào đây một chiếc đầu giải mã Cambridge để các bạn nghe nhạc từ nguồn Spotify, từ nguồn nhạc của Apple, hoặc là các bạn nghe nguồn nhạc từ TV thông minh. Và để tạo ra được cái chất lượng âm thanh hay, thế rồi là mang được rất là nhiều các cái màu sắc của dòng âm thanh analog, thì chúng tôi có đưa vào đây một chiếc đầu cơ than. Và cuối cùng là khi các bạn mua cái bộ sản phẩm này thì các bạn được một hưởng một cái giá trị lớn nữa, đó chính là chúng tôi phục vụ các bạn tại tận gia đình và các bạn được quyền dùng thử trong thời gian 7 ngày. Nếu như trong thời gian 7 ngày mà các bạn nhận sản phẩm của chúng tôi, các bạn cảm thấy không ưng ý thì các bạn có quyền trả lại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ lượm lại cái sản phẩm này mang về và trả lại cho các bạn với số tiền là 230 triệu. Tuy nhiên cũng lưu ý các bạn rằng là vì đây là một bộ sản phẩm rất là cồng kềnh, nhiều thiết bị đi kèm theo, cho nên người mua trong trường hợp trả lại hàng trong thời gian dùng thử thì sẽ chi phí cái khoản vận chuyển và lắp đặt không đáng bao nhiêu tiền cả thưa các bạn nhé. Thế thì để thêm thông tin cho các bạn thì ngay sau đây là chúng tôi sẽ mở một cái nguồn nhạc số, mà đây là một trong những cái giá trị mà tôi nói lúc trước ấy, là một cái nguồn nhạc vô tận chất lượng cao để cho các bạn có thể sử dụng mà không mất tiền phải mua CD này, không mất tiền phải đi sắm những cái đĩa CD đắt tiền mà vẫn có. Thì chúng tôi xin hãy chọn cái đĩa nhạc là album Xin Hãy Rời Xa để mời các bạn nghe trải nghiệm nha. Chất lượng rất tốt, bản nhạc dòng nhạc Bero. Oh.
ta khi đã ra từ. Người ơi, xin hãy quên màu cho bao đơn. Vâng, thưa các bạn, trên đây là video chúng tôi xin giới thiệu một cách tổng quát nhất và một vài cái trích đoạn đĩa nhạc Xin Hãy Rời Xa để các bạn trải nghiệm bộ âm thanh 230 triệu mà Khang Audio setup. Chúng tôi sẽ làm những cái video tiếp theo để giới thiệu về những các cái khả năng trình diễn, những cái dòng nhạc mà cái hệ thống 230 triệu này có thể đáp ứng rất là tốt. Chất lượng âm thanh thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Về độ bền các bạn hoàn toàn yên tâm. Về chất lượng phục vụ thì chúng tôi là thưa với các bạn là chúng tôi bao cái việc dùng thử. Nếu không ưng thì chúng tôi sẽ lượm lại và bảo hành là 1 năm, hỏng một đổi một. Và đây cũng là một trong những hệ thống âm thanh mà được rất là nhiều người yêu mến do nó đáp ứng được hết tất cả các dòng nhạc đang có trên thị trường, chất lượng âm thanh rất hay, đặc biệt là dòng nhạc Bolero. Một lần nữa Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại video clip tiếp theo.